Bí ẩn loài dơi, cùng tìm hiểu nhé các em. Loài dơi là một nhóm động vật có vú đặc biệt, được phân bố rộng rãi trên khắp thế giới, ngoại trừ các vùng cực lạnh và một số đảo xa. Dơi được coi là nhóm động vật độc đáo với nhiều đặc điểm đáng chú ý. Dưới đây là một số thông tin về loài dơi. Đặc điểm về hình thái và sinh học. Dơi có kích thước đa dạng, chỉ dài khoảng 3cm đến lớn như dơi qua nhà rừng với sải cánh lên tới 1,5m. Chúng có da mỏng và phẳng giữa các chi và ngón tay, tạo thành cánh màng linh hoạt. Dơi là những sinh vật chuyên bay và có khả năng di chuyển linh hoạt trên không không như chim. Chúng thường bay vào ban đêm và sử dụng kỹ năng echo location, sự phát ra và nhận lại âm thanh để tìm thức ăn và tránh va chạm. Đa dạng và phân loại. Hiện có khoảng 1.400 loài dơi được biết đến, chiếm khoảng 20% tổng số loài động vật có vú. Dơi trái cây thường lớn hơn, có diện tích cánh lớn hơn và thích ăn trái cây và mật hoa. Dơi đặc thường nhỏ hơn và có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dân số côn trùng và thụ tinh cây trồng. Vai trò sinh thái và quan trọng của dơi. Dơi đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự phát triển dân số côn trùng và làm phấn hoa giúp thụ tinh cây trồng. Chúng là những chuyên gia trong việc phân tán hạt và cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào quá trình thụ tinh cây. Dơi cũng có vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái động vật khác như là nguồn thức ăn cho động vật ăn thịt và một số loài cây sừng sững. Tình trạng bảo tồn. Một số loài dơi đang đối mặt với nguy cơ bị suy giảm số lượng do mất môi trường sống, thay đổi khí hậu, săn bắn và mất môi trường sinh sống. Các nỗ lực bảo tồn đang được tiến hành để bảo vệ dơi và môi trường sống của chúng, bao gồm việc thành lập các khu bảo tồn và giám sát quyền riêng tư. Loài dơi là một phần quan trọng của hệ sinh thái và có vai trò đa dạng trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên.